Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp chi tiết cực chuẩn. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn, mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Tý con đường sự nghiệp của tuổi Tý vẫn chưa thực sự khởi sắc trong tháng 6 này. Bản mệnh đứng trước nhiều thách thức nhưng cũng chính là cơ hội để chuyển mệnh, nếu không nắm bắt được thì chỉ đành buông tiếng thở dài. Bản mệnh cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Tháng này đòi hỏi tuổi Tý phải thực sự nhanh nhẹn và linh hoạt như chính cái tên con giáp của mình, chỉ cần chậm trễ, không có phương án dự phòng là đối mặt với thất bại. Trong tháng cũng có nguy cơ gặp phải tiểu nhân, đừng tin người thái quá mà bị lừa gạt gây ra những tổn thất không nhỏ mà bạn cũng không thoát được trách nhiệm. Tài lộc tháng 6 âm của tuổi Tý vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, thậm chí còn có thể gặp chuyện không hay khi mà bản mệnh để cho mình bị kẻ gian lừa gạt nên đánh mất một số tiền không nhỏ. Bạn còn thường xuyên tự thưởng cho bản thân bằng cách mua sắm những thứ mình thích mà không quan tâm đến giá cả, càng chẳng cần biết mình có thực sự cần đến nó hay không trong tháng này cũng có nhiều chuyện bất ngờ phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi những khoản tiền không nhỏ tuổi tý nếu không biết cân đo đong đếm tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì có thể chủ động ứng biến không rơi vào cảnh bị động phải vay mượn khắp nơi tháng 6 âm lịch năm canh tí là lúc mà những chú chuột dần bình ổn lại tâm lý những sóng gió trước đó vẫn chưa nguôi nhưng bản mệnh đã vượt qua được cú sóc ban đầu để tìm cách hóa giải giữ hạnh phúc cho mình người độc thân không có nhiều cơ hội yêu đương bởi còn nhiều việc quấn chân, khiến bạn không thực sự chuyên tâm dành thời gian cho việc tình cảm. Còn về sức khỏe của tuổi Tý trong thời gian này thì chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi sự biến động của thời tiết. Trời nắng nóng gay gắt, không nên phơi nắng ngoài trời quá lâu, nhẹ thì chỉ bị cháy nắng, nặng có thể say nắng gây nguy hại đến sức khỏe. Tử vi tuổi Sửu. Điềm báo tử vi tháng 6 âm mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp trong công việc của con giáp này bản mệnh tìm được lối đi mới cho mình dù khó khăn trở ngại đến đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp sau những vấp váp ở tháng trước con giáp này đã biết cân đối lại kế hoạch tài chính của mình tránh được những khoản chi tiêu không cần thiết bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội tận dụng thời cơ cho mình thành công đến quá nhanh có thể khiến cho những chú châu bị choáng ngợp song hãy giữ cho mình sự khiêm nhường để có thể đi xa hơn nữa Tuy nhiên, người làm ăn, kinh doanh ở thời điểm này không có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà mở được lối đi riêng và nhận được doanh thu như mong muốn, vì vậy mà việc chi tiêu có phần hạn hẹp hơn trước nhiều. Ngoài ra, hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Bạn có thể tạm yên tâm vì số tiền mất mát không quá lớn nhưng dù sao thì ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ, khoản tiền đó cũng là một vấn đề mà tuổi sửu phải lưu tâm khi đối mặt. Trong tháng 6 âm lịch, đường tình duyên của tuổi Sửu không có nhiều chuyển biến. Con giáp này tạm thời không có nhiều thời gian để nghĩ suy về tình cảm mà còn phải tập trung vào công việc, vào chuyện kiếm tiền. Theo dõi tử vi tháng 6 âm của tuổi Sửu, có thể thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh đã có những chuyển biến khá tích cực. Vận trình sức khỏe của con giáp này khá tốt. Tử vi tuổi Dần. Vận trình sự nghiệp tuổi Dần tháng 6 này không được tốt lắm. Bạn dễ gặp chuyện thị phi, chẳng phải việc mình làm nhưng cũng có thể phải chịu tiếng oan ảnh hưởng đến thanh danh. Bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, giữ các mối quan hệ xã giao hòa hảo. Chỉ một phút bốc đồng cũng có thể khiến bạn mắc sai lầm, mang họa vào thân. Công việc của con giáp này vẫn khá khó khăn, không dễ để thoát khỏi mớ bòng bong trước mắt. Việc kiếm tiền rơi vào bế tắc, bản mệnh chưa tìm được cách để cải thiện người làm kinh doanh có thể sẽ đưa ra những tính toán sai lầm khiến bạn phải trả giá đắt hãy nhớ rằng trong việc làm ăn chỉ sai một ly là đã đi một dặm huống chi bản mệnh còn nhiều lần không chịu lắng nghe ý kiến của những người đi trước bạn dễ rơi vào cảnh không biết rút kinh nghiệm đã sai một lần mà vẫn còn sai thêm nhiều lần nữa vì thiếu tỉnh táo nên thua lỗ là chuyện hiển nhiên Đáng quan ngại hơn, trong tháng 6 này, tuổi dần còn dễ gặp tiểu nhân, dễ bị lừa gạt tiền bạc, vì vậy, bạn cần thận trọng hơn trong chuyện làm ăn hay đầu tư kinh doanh, chớ nên tham cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy mối nguy phía sau. Còn với người làm công ăn lương, bạn khó có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên do những sai sót mà bạn mắc phải. Cơ hội chạm tay được vào cơ hội tăng lương thăng chức đã chẳng thấy đâu, mà còn có nguy cơ phải lấy tiền túi ra để đền bù cho những sai lầm của mình. Trên tình cảm tháng 6 này khiến cho tuổi dần khá mệt mỏi. Giữa lúc bao chuyện phải lo toan, người ấy còn liên tục chất vấn, đòi hỏi bản mệnh phải làm những chuyện không đáng. Chưa hết, con giáp này dễ ốm yếu, tình trạng sức khỏe không ổn định nên tháng này bản mệnh cũng phải mất một khoản chi phí để chạy chữa. Vì vậy, hãy biết cách tiết kiệm để phòng trừ những lúc rắc rối bất ngờ phát sinh thế này. Tử vi tuổi Mão Tháng 6 này, dù người tuổi mão không đến mức dư giả tiền bạc ùn ùn đổ về nhà nhưng chắc chắn cũng bạn cũng không gặp khó khăn về tiền bạc do có quý nhân trợ giúp. Nữ mệnh lớn tuổi trong nhà có thể sẽ mang đến cho bạn thêm nhiều động lực để tiến về phía trước cũng như vẽ ra thêm hướng đi cho con giáp này biết cách phát huy hết năng lực của bản thân, góp phần tăng thêm thu nhập tuy nhiên hãy nhớ rằng thu nhập của bạn chỉ ở mức ổn định chứ không quá dư dôi vì thế tuổi mão nên học cách quản lý tài chính cho tốt chi tiêu hợp lý chớ nên phung phí cho những món đồ không cần thiết và đặc biệt phải dành khoản tiết kiệm phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra thiếu tập trung vào công việc chính con giáp này sẽ khó lòng đạt được mục tiêu mong muốn những chú mèo dễ bị hao tổn tiền bạc do những sai sót của mình trong công việc tiền lương tiền thưởng của bạn cũng có thể giảm bớt ít nhiều do bị cấp trên khiển trách Tử vi tuổi thìn Tháng 6 âm lịch năm canh tí những chú rồng đang rất cố gắng để cải thiện tình hình công việc của mình. Bạn sẽ cần phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, đừng vội nản trí. Xét về tài lộc, những chú rồng không thiếu tiền tiêu nhưng khó kiếm được tiền nhiều vào thời điểm này. Bạn mệnh mất nhiều thời gian vào chuyện tình cảm, sức khỏe lại không được tốt nên khó kiếm được những mối thu nhập ngoài luồng. Thời điểm này, bản mệnh nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết chi tiêu tiết kiệm để phòng khi khó khăn, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Người tuổi Thìn bước sang tháng 6 với nụ cười trên môi, khi mà những nỗi buồn trước đó đã dần tan biến, thay vào đó là niềm vui. Hạnh phúc đã đến gần hơn với những chú rồng người độc thân nên dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình, sống thật với cảm xúc mình đang có, chớ nên giấu giếm, trốn tránh tình cảm bởi về sau bạn sẽ thấy tiếc nuối quãng thời gian mình để lỡ khỏi hạnh phúc. Có điều, sức khỏe của tuổi thìn vẫn chưa được tốt lắm. Bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ khó mà có được tiền bạc dùng dình trong tay thực ra kết quả này cũng là điều hiển nhiên thôi bởi công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh dù có chí hướng phấn đấu nhưng chưa tìm được điểm đột phá thậm chí có những người xui xẻo khi công việc đang trên đà tiến bước sắp được nhận thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên tuy nhiên bạn lại chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt chứ không dám kêu ai bởi các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật bon chen vất vả mới thu được tiền về tay, vì thế mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Tuy nhiên, bạn cũng có thể gặp được một vài cơ hội thu về một khoản lợi do do có quý nhân xuất hiện. Quý nhân mang may mắn tới cho con giáp này thường sẽ là nam mệnh lớn tuổi, nên lưu ý điểm này để không lỡ mất thời cơ gặp gỡ. Bạn có biết mình là con giáp phát tài sau 2 năm nữa? Những biến động trong sự nghiệp khiến cho người tuổi tỵ tháng 6 này cảm thấy bất an. Bạn làm việc nhưng không đạt hiệu quả như ý, dễ chán nản, thất vọng, mù mịt về mục tiêu mình cần hướng đến. Bản mệnh thiếu tập trung khi làm việc nên dễ mắc sai lầm, có thể vì thế mà bị cấp trên khiển trách. Một số bạn dễ tự ái, chẳng những không thay đổi, tự kiểm điểm bản thân mà còn bất mãn, buồn bực, sai lại càng thêm sai người cầm tinh con rắn trong tháng 6 này sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Bản mệnh hoang mang khi đứng trước quá nhiều lựa chọn. Tuổi tỵ dễ mù quáng vì cảm xúc không phân biệt được đâu mới chính là người thật lòng với mình. Bạn cân đo đong đếm, nâng lên đặt xuống, có thể vì thế mà lỡ mất tình yêu hoặc khiến cho người ấy tổn thương vì quyết định sai lầm của mình. Tử vi tuổi ngọ, Tử vi sự nghiệp tháng 6 âm lịch của tuổi ngọ cho thấy bản mệnh vẫn đang cố gắng vật lộn để chiến thắng những thử thách trước đó. Dù khó khăn đã được giải quyết phần nào nhưng con giáp này vẫn chưa đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tài lộc của tuổi ngọ tháng 6 này không có nhiều dấu hiệu cho thấy sự bùng nổ bất ngờ. Thu nhập ổn định, không quá dư dôi nhưng cũng chẳng tới mức túng thiếu, đủ cho con giáp này tiêu dùng hàng ngày bạn không nên học đòi theo người khác phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàng mà lại tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống bạn có ý thức được rằng mình đang chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra hay không chẳng những vậy luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn vì vậy bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định không nên vội vàng nghe theo lời xúi dục của bất cứ ai cho dù đó có là người thân với bạn đi chăng nữa bản mệnh cũng dễ mất tiền bởi u mê trong chuyện tình cảm bạn có thể gửi gắm cảm xúc của mình tới sai đối tượng bị lợi dụng mà cũng chẳng biết cuối cùng chỉ đành nhìn tiền trong tay mình trôi theo dòng nước người độc thân có sức hấp dẫn khá lớn với người khác phái nhận được nhiều lời tỏ tình và theo đuổi lãng mạn có thể sẽ mất nhiều thời gian để cân nhắc và lựa chọn người thực sự phù hợp với mình về mặt sức khỏe con giáp này nên lưu ý để tránh nắng nóng mùa hè dù nóng nực nhưng cũng không nên tắm nước lạnh thường xuyên chọn nước ấm vừa phải là tốt nhất ăn uống cũng không thể qua loa tránh ăn đồ lạnh uống nước lạnh quá nhiều tử vi tuổi mùi người tuổi mùi là một trong những con giáp có nguồn thu nhập khá dồi dào trong tháng này bạn làm việc tốt nên dễ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên có cơ hội được tăng lương thăng chức nguồn thu chủ yếu dựa vào khoản tiền lương cố định hàng tháng số tiền đầu tư cho các hoạt động kinh doanh bất động sản cổ phiếu tuy không có lợi nhuận khả quan như dự tính nhưng cũng không có dấu hiệu thâm hụt còn với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì bạn sẽ được hưởng một khoản lợi nhuận tương xứng với công sức đã bỏ ra thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập không thể nào ít hơn người khác được trong cuộc sống con giáp này biết cân đối thu chi không tiêu pha hoang đảng lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm có khoản dự phòng cho tương lai tuy nhiên bản mệnh cũng nên chú ý hơn trên phương diện hưởng thụ cuộc sống thỉnh thoảng hãy cho phép mình được nghỉ ngơi chớ nên dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp kiếm được tiền mà không biết cách tiêu tiền trên tình cảm của người tuổi mùi không gặp phải nhiều biến động trong thời điểm này những mâu thuẫn trước đây cũng đã được giải quyết và tháo gỡ dần dần đôi bên bắt đầu thấu hiểu nhau nhiều hơn trước bạn cần phải duy trì điều này mỗi ngày về vấn đề sức khỏe bước vào thời điểm hè nóng nực cơ thể không kịp thích nghi dễ chịu tác động khiến bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi uể oải viêm nhiệt đau đầu vì thế cần phải bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể ăn uống lành mạnh chú ý bổ sung rau và hoa quả có tác dụng thanh nhiệt giải độc có biện pháp chống nóng hiệu quả tử vi tuổi thân người tuổi thân không cần lo lắng quá nhiều về con đường tài lộc bởi chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này tiến triển khá tốt thậm chí bạn tìm được nhiều cơ hội phát triển tuổi thân gặp được những cơ hội để phát huy sở trường của bản thân đồng thời đề ra được những phương hướng phát triển có lợi cho tập thể bạn thậm chí có cơ hội thăng quan tiến chức vì nhận được sự tin tưởng và yêu mến của cấp trên tuy nhiên bản mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn tránh kiêu ngạo coi thường công việc nếu đi đúng đường đúng hướng mà quý nhân chỉ dẫn, bạn hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận về tay cao hơn nhiều so với thời gian trước đó. Bạn có biết mình là con giáp lội ngược dòng tháng 6 dương lịch? Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều có thể khiến bản mệnh cảm thấy mơ hồ hoặc bối rối, song hãy tự tin hơn, chú ý mạnh dạn nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, bởi nhờ đó, bạn có thể sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Nếu tiếp tục chăm chỉ làm việc vì mục tiêu trước mắt, bản mệnh có thể đạt được kết quả đáng mừng vào cuối tháng. Tình duyên của người tuổi này khá bình ổn trong tháng 6 âm lịch. Những người đã có đôi có cặp dần dần thấu hiểu nửa kia của mình hơn. Đây cũng là một trong những thời điểm thích hợp để hâm nóng tình cảm lứa đôi, khiến hai người quay trở lại quãng thời gian ngọt ngào như thuở mới yêu. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu đang có phần ưa hưởng thụ quá đà, bạn không ý thức được tình hình tài chính của bản thân mà chỉ muốn phung phí cho những sở thích nhất thời. Trong tháng 6, sự nghiệp của con giáp này không có nhiều biến động bạn có thể giữ được tâm lý vững vàng khi xử lý công việc được giao phó dần dần tạo dựng được uy tín trong mắt mọi người thời điểm này bản mệnh có thái độ khá dè dặt và bảo thủ trong các hoạt động đầu tư tuy nhiên vì may mắn có thần tài phù trợ mà bạn vẫn tìm được những cơ hội đáng quý những người làm kinh doanh có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy việc buôn bán cũng tiến hành thuận lợi hơn thế tiền bạc bạn kiếm được không nhiều dù có tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể đó là bởi công việc của tuổi dậu trong tháng 6 này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi chi tiêu phung phí thì chắc chắc sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Bản mệnh gặp phải nhiều rắc rối trên phương diện tình cảm vào tháng 6 âm lịch. Đôi bên thường xảy ra tranh cãi, thậm chí là chiến tranh lạnh vì bạn quá tập trung cho sự nghiệp mà quên mất việc chăm sóc gia đình. Đôi bên phải chia sẻ cùng nhau công việc gia đình, đồng thời trò chuyện nhiều hơn để tăng cường tình cảm. Tử vi tuổi Tuất. Tài vận của người tuổi Tuất không mấy khởi sắc trong suốt khoảng thời gian tháng 6 dương lịch này. Thậm chí, dù công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập của bạn cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Bạn mệnh nhận được sự tin tưởng và trọng dụng của cấp trên, đồng thời có được cơ hội để thử thách chính mình và thể hiện năng lực. Bạn sẽ trở thành một thành viên quan trọng trong tập thể nếu biết tự tin nắm bắt. Người làm công ăn lương có thể sẽ tìm được cơ hội thể hiện bản thân, ghi điểm với cấp trên và có thêm những khoản thưởng nóng, giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng bạn không nên vội thỏa mãn với tình hình hiện tại. Bạn vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết người làm kinh doanh chỉ có thể thu được những khoản lợi nhỏ, bởi thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bản thân tuổi tuất cũng có nhiều gánh nặng trên vai, có khi phải chi dùng tiền bạc cho người thân, bạn bè chứ không phải bản thân mình. Đó là những lúc không tiêu pha không được. Người tuổi tuất không gặp phải nhiều biến động trong cảm xúc vào thời điểm tháng 6 âm lịch. Bản mệnh cần chủ động thể hiện tình cảm, suy nghĩ của mình với nửa kia hơn để đôi bên thêm thấu hiểu nhau. Một khi có khúc mắc gì, bạn không nên giấu trong lòng mà cần chia sẻ để tìm cách cùng khắc phục. Trên phương diện sức khỏe, con giáp cần phải chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tăng sức đề kháng, không nên ngồi điều hòa quá lâu hoặc ngồi điều hòa nhiệt độ quá lạnh, gây ảnh hưởng đến da và hệ thống hô hấp. Tử vi tuổi hợi Phương diện tài lộc của người tuổi hợi có bước khởi sắc ấn tượng trong thời điểm tháng 6 âm lịch. Bạn có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lợi lãi kha khá cho mình. Người tuổi hợi biết quản lý tài chính nên dù mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để bạn dùng dình chi tiêu. Con giáp này biết lo xa nên bạn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất. Từ vi tài lộc tháng 6 âm lịch của 12 con giáp kỵ thu về khoản lợi lớn, ngọ vật lộn với thử thách và bùng nổ vào phút chót, dậu cẩn trọng vì thói hưởng thụ quá đà. Nhờ có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Hơn thế nữa, do được thần Phật chiếu cố nên chỉ cần bạn chăm chỉ, cần cù thì chắc chắn việc làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng chi tiêu hoang phí, bởi có thể chỉ một phút bốc đồng có thể khiến bạn rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm, thiêu một giờ, đấy. Tình cảm của người tuổi hợi khá êm đềm trong khoảng thời gian tháng 6 âm lịch. Bạn và nửa kia duy trì được cảm xúc ổn định, thường xuyên chia sẻ cảm xúc với nhau và cùng nhau trao đổi, giải quyết mọi vấn đề. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.